Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình cập nhật chính sách bán hàng của kênh HBK. Và hôm nay Minh Huấn đang có mặt tại showroom của Toyota để cập nhật cho anh chị chính sách bán hàng mới nhất ngày 19 tháng 10 năm 2020. Và như thường lệ thì Huấn sẽ đi một vòng showroom Toyota cùng trải qua những cái dòng xe mà Toyota đang phân phối tại thị trường Việt Nam, cũng như là báo giá cho anh chị cái chính sách khuyến mãi, tiền mặt, phụ kiện và tất cả mọi thứ chi tiết nhất để cho anh chị có được những cái góc nhìn khách quan và chốt cái thời điểm mua xe trong tháng 10 này nhé. Hiện tại bên cạnh Huấn đây là chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 ECVT, nó có mức giá chào bán là 733 triệu. Với Altis tại thị trường Việt Nam được lắp ráp và có hai phiên bản, đó chính là 1.8 ECVT 733 triệu và phiên bản G có mức giá là 763 triệu. Với cái phiên bản ECVT thì luôn luôn có được những cái chương trình khuyến mãi tốt hơn cả. Hiện tại như thế nào ạ? Hiện tại thì HBK đang giảm cho anh chị lên tới 30 triệu tiền mặt đối với mẫu xe Toyota Altis phiên bản E này. Ngoài ra, chúng tôi còn giảm cho anh chị những cái gói phụ kiện như là dán kính, trải sàn da, camera hành trình, tất cả đều được nhập khẩu và được bảo hành 10 năm. Tiếp theo đó thì Toyota Việt Nam cũng như đại lý Toyota hỗ trợ cho anh chị 2 năm bảo hiểm thân vỏ lên tới 18 triệu đồng. Với cái gói phụ kiện, tiền mặt và bảo hiểm thân vỏ như vậy thì Altis trong phân khúc C là một chiếc xe cực kỳ đáng lưu ý để chúng ta rước về nhà, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phân phối phiên bản G có mức giá là 763 triệu và có mức giảm giá là vẫn 2 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng cho anh chị gói phụ kiện này, tiền mặt lên tới tổng 15 triệu đồng, cũng là một cái mức giá khá là tốt trong chương trình lần này. Với những cái chương trình như vậy thì lăn bánh đối với phiên bản ECVT tại tỉnh chỉ rơi đâu đấy tầm 740 triệu và ở thành phố thì rơi đâu đấy tầm khoảng 770 triệu, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 760 triệu thôi ạ. Để biết thêm chi tiết lăn bánh, anh chị vui lòng gọi tới hotline phía bên dưới màn hình ạ. 0394046064 thị trường miền Bắc và miền Trung, và thị trường miền Nam thì Huấn cũng để hotline phía bên dưới nhé. Tiếp theo là mẫu xe nào? Huấn sẽ đi tới mẫu xe mới vừa nâng cấp tại thị trường Việt Nam, đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản MPV của dòng xe Toyota. Với phiên bản này thì đến với lần nâng cấp lần này thì đã có khá là nhiều cái option cũng như là một số cái đột phá mới, mục đích là để tăng cái doanh số bán hàng của Innova, tìm lại cái top 10 những chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Với mức giá là 750 triệu thì đến đại lý Toyota thì Huấn cũng như HBK sẽ giảm cho anh chị gói phụ kiện, tiền mặt và rất là nhiều cái quà tặng hấp dẫn nữa. Với phiên bản này thì được lắp ráp tại thị trường Việt Nam cho nên là chúng ta vẫn được giảm 50% thuế trước bạ anh chị nhé. Vậy là ở thị trường tỉnh thì còn có 5% của 750 triệu thôi và thị trường thành phố thì là 6%. Với lăn bánh tại tỉnh thì tầm khoảng hơn 800 một chút, rơi đâu đấy tầm khoảng 800 triệu và ở thành phố thì tầm khoảng 820 triệu gì đó. Cũng là một cái mức giá hợp lý để chúng ta có một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi nhất phân khúc và nó luôn luôn mang cho khách hàng một cái gì đó nó bền bỉ và nó tiết kiệm, đó chính là Toyota. Với Innova thì sẽ có các phiên bản là bản E 750 triệu, bản G của chúng ta sẽ rơi đâu đấy là 865 triệu. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có các phiên bản như là Ventuner và phiên bản V. Để biết chính xác cái chi tiết khuyến mãi cũng như là bảng giá lăn bánh thì anh chị hãy vui lòng gọi tới hotline 0394046064 anh chị nhé. Tiếp theo thì Huấn xin mời anh chị đến với chiếc xe bán chạy nhất Việt Nam. Anh chị biết chiếc xe gì không ạ? Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Vâng, tại sao Huấn lại nói là Vios bán chạy nhất Việt Nam? Tại vì theo cái thống kê của Hiệp hội những nhà bán lẻ ô tô Việt Nam ấy, thì Vios của chúng ta luôn luôn là chiếc xe dẫn đầu trong những chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Cứ trung bình thì mỗi tháng thì sẽ có 3.000 chú Vios được bán ra tại thị trường Việt Nam. Đó, một cái con số khá là khủng đối với một cái thị trường nhỏ như Việt Nam. Vios thì nó là trong phân khúc B với có 3 phiên bản nhé. Bản E 470 triệu, bản G 570 triệu và phiên bản giữa là phiên bản ECVT số tự động có mức giá là 520 triệu. Đối với phiên bản E số sàn và bản G ấy, thì hiện tại HBK đang giảm cho anh chị lên tới là 15 triệu đồng tiền mặt. Tặng cho anh chị 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 8 triệu đồng. Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ cho anh chị là gói phụ kiện lên tới 15 triệu đồng và cho anh chị tùy chọn những cái phụ kiện kèm theo xe ạ. Vâng, với cái mức giá như vậy thì lăn bánh tại thị trường tỉnh đối với phiên bản E số sàn chỉ còn đâu đấy là 480 đến 485 triệu nữa thôi. Thị trường thành phố thì tầm khoảng hơn 500 triệu một chút.
và phiên bản G lăn bánh ở tỉnh tầm khoảng 585, lăn bánh ở thành phố tầm khoảng hơn 600 một chút. Còn với phiên bản ECVT có mức giá là 520 triệu thì hiện tại Happy Car cũng giảm cho anh chị là 10 triệu tiền mặt, tặng bảo hiểm thân vỏ và tặng phụ kiện. Với những cái chương trình khuyến mại tốt như vậy thì Huấn nghĩ là trong tháng 10 này là cái tháng mà chúng ta nên xuống tiền, đặt cọc, giữ xe, giữ giá để cho chúng ta xem ngày tốt là ngày bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy xe sau, mục đích để giữ giá anh chị nhé. Đặc biệt hơn nữa thì đây cũng là tháng 11 rồi thì cũng sắp hết cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ 50% của chính phủ rồi. Cho nên là anh chị hãy nhanh tay đến Toyota Thanh Xuân gặp Happy Car để mua xe nhé. Vâng, đấy là với phiên bản Vios 3 phiên bản. Còn tiếp theo là với Camry, một chiếc xe sang của Toyota. Đối với Camry thì nó là biểu tượng rồi. Và nhắc tới Toyota là phải nhắc tới Camry. Vâng, Camry thì có hai phiên bản. Phiên bản G có mức giá là 1 tỷ 029 triệu và phiên bản Q 2.5Q có mức giá là 1 tỷ 235 triệu và hai phiên bản này đều được lắp ráp tại thị trường Thái Lan anh chị nhá. Camry thì khuyến mại như thế nào ạ? Đối với phiên bản 2.5Q hiện tại tại Toyota Thanh Xuân đang xạ hàng anh chị nhá. Tại vì cái lượng xe rất là nhiều, chúng tôi có thể giảm cho anh chị lên tới 35 triệu đồng tiền mặt, tặng rất là nhiều phụ kiện kèm theo xe. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều cái chương trình hậu mãi, khuyến mãi, ví dụ như là gói bảo dưỡng miễn phí này, hay là rất là nhiều quà tặng hấp dẫn nữa. Thì với Camry chúng tôi sẽ có tất cả các màu như là màu trắng này, trắng ngọc trai và màu đen, nội thất đen hoặc kem, giao ngay tới khách hàng và chính sách giá thì giá nào cũng bán ạ. Tất nhiên rồi, hãy gọi tới Happy Car hotline 0394046064 để chúng tôi bán cho anh chị giá không tưởng nhé. Vâng, tiếp theo là mẫu xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V. Với Cross thì sẽ có 3 phiên bản, đó chính là phiên bản 1.8G 720, 1.8V là 820 và phiên bản 1.8HV Hybrid có mức giá là 910 triệu. Với 3 phiên bản này thì Happy Car đang còn có sẵn xe giao ngay cho anh chị và nhiều cái quà tặng khá là hấp dẫn. Thì hãy gọi tới Happy Car hotline 0394046064 để chúng tôi tư vấn cho anh chị từ mẫu xe nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có là phiên bản V này. Bản V thì là phiên bản cao cấp của phiên bản máy xăng rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có bản G nữa. Với bản G thì sẽ có được những cái thiết kế cũng như là những cái option nó sẽ trang bị ít hơn một chút so với phiên bản V. Đặc biệt trên bản V này với 820 triệu thì chúng ta sẽ có được cái hệ thống safety sense cực kỳ an toàn của Toyota được trang bị trên dòng xe Toyota với phiên bản V và HV ạ. Chúng ta sẽ có thiết kế khá là sang trọng với mặt ca lăng hầm hố này, thiết kế nhiều đường mã chrome này. Chúng ta sẽ có một bộ lốp 18 inch và dùng lốp Michelin, một lốp mà rất khá là thương hiệu ạ. Và với chiếc xe này thì khả năng vận hành rất là tốt, sử dụng động cơ 1.8 cùng chung với cả Altis anh chị nhé, khung gầm chung với Altis, nhưng mà với gầm cao lên tới 17 inch thì cho chúng ta cái khả năng vượt cũng như là khả năng di chuyển vận hành khá là tốt trong đô thị lẫn như là ngoài đô thị. Đối với chiếc xe tiếp theo Huấn muốn chia sẻ với anh chị, đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Sportivo. Với phiên bản Sportivo này thì Huấn cũng nhấn mạnh đây là chiếc xe được sản xuất năm 2019 với giá niêm yết là 1 tỷ 2, nhưng hiện tại nếu như anh chị gọi tới Happy Car thì chúng tôi sẽ giảm cho anh chị lên tới là 165 triệu đồng tiền mặt, tặng cho anh chị rất là nhiều phụ kiện kèm theo xe. Đặc biệt ấn tượng Huấn muốn bật mí với anh chị là phiên bản Sportivo này được lắp ráp tại Việt Nam anh chị nhé, máy xăng ạ, một cầu được lắp ráp tại Việt Nam, thành ra chúng ta sẽ được giảm 50% thuế trước bạ và nhiều quà tặng khác. Với chiếc xe này lăn bánh ở thị trường tỉnh thì tầm khoảng 1 tỷ mốt thôi, thành phố thì cộng thêm tầm 2-30 triệu nữa, là một mẫu xe mà đáng để mua trong thời điểm này. Fortuner thì chúng ta sẽ có phiên bản nâng cấp mới nhất là 2021 và rất là nhiều bài đánh giá cũng như là hướng dẫn sử dụng mà Happy Car đã làm trong kênh Happy Car rồi. Anh chị hãy vào Happy Car này đăng ký kênh để xem những video review về phiên bản Sportivo cũng như là các phiên bản khác Fortuner 2021 của chúng tôi nhé. Đối với Fortuner thì chúng tôi cũng có cái phiên bản 2021 với 6 phiên bản khác nhau được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Toyota Việt Nam sẽ có được những cái chương trình khuyến mãi rất là tốt đối với cái mẫu xe Fortuner 2021 này. Cụ thể như sau, đối với các cái phiên bản như là máy dầu một cầu, số tự động, có mức giá nếu biết là 1 tỷ 080 triệu thì chúng tôi đang giảm cho anh chị lên tới là 30 triệu đồng tiền mặt, tặng cho anh chị rất là nhiều cái quà tặng, phụ kiện kèm theo xe. Bên cạnh đó thì với các phiên bản như Legender của máy xăng này hay máy dầu này thì đang có cái mức giá rất là tốt, khuyến mại cũng rất là nhiều anh chị nhé. Thì các cái phiên bản này thì đang còn được ưu đãi khá là lớn trong tháng 10. Anh chị vui lòng gọi tới kênh nhé, để Happy Car sẽ có được những cái chương trình khuyến mại riêng cho từng dòng xe.
báo cho anh chị làm sao nó rõ ràng và giúp anh chị có được những cái bảng giá chi tiết nhất ạ. Với cái mẫu xe tiếp theo Huấn muốn chia sẻ với anh chị, đó chính là chiếc xe Toyota Rush. Rush đang có mức giá là 633 triệu niêm yết và hiện tại Toyota Thanh Xuân cũng đã giảm cho anh chị lên tới 10 triệu tiền mặt, tặng phụ kiện kèm theo xe. Vậy là lăn bánh ở tỉnh Rush còn có chưa đến 700 triệu và lăn bánh thành phố thì tầm khoảng 710 đến 720 triệu là một mức giá rất hợp lý. Đặc biệt thì chúng tôi đã có đủ màu giao ngay cho anh chị nhé. Tiếp theo Huấn muốn chia sẻ tới đó chính là dòng xe Toyota Hilux. Vâng, Hilux là mẫu xe bán tải mà đang được bán chạy nhất là mưa làm gió với thị trường Việt Nam hiện tại. Sau khi nâng cấp lần gần nhất ấy, thì Hilux đang được sự chú ý rất là nhiều từ người mua xe với cái mức giá là 674 triệu đối với phiên bản máy dầu một cầu số tự động đang bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Thì đang còn có cái ưu đãi cũng cực kỳ tốt lên tới 10 triệu đồng tiền mặt này, tặng cho anh chị cái gói phụ kiện lên tới 15 triệu đồng. Cũng là một cái gói khuyến mãi cực kỳ tốt và đặc biệt là chúng tôi đã có đủ màu giao ngay cho anh chị nhé. Màu trắng này, màu cam, màu đen hay là màu bạc thì cũng đủ màu giao ngay cho anh chị nếu như chị mua Hilux. Tiếp theo Huấn muốn chia sẻ một cái dòng xe mà khá là trên phút cao một chút, đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado và Land Cruiser. Với Land Prado thì có mức giá là 2 tỷ 379 triệu, thì hiện tại Huấn đang có màu trắng, màu đen giao trong tháng 11 này. Vâng, với cái mức giá cũng rất là tốt. Đặc biệt là đối với phiên bản Land Cruiser có mức giá là 4 tỷ 038 triệu thì Huấn đang còn có xe giao ngay cho anh chị nhé. Giao ngay hoặc là tháng 11, tháng 12 thì tùy cái chính sách bán hàng từ thời điểm khác nhau. Nếu như anh chị có quan tâm tới Land Cruiser và Land Cruiser Prado, Hilux, Rush cũng như các mẫu xe Toyota thì hãy gọi điện tới hotline 0394046064 để HBK được tư vấn cho anh chị chi tiết nhất nhé. Tiếp theo thì Huấn xin cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của Huấn đến giây phút này. Hãy nhớ là luôn luôn đăng ký kênh, ủng hộ HBK bằng cách là chia sẻ video, giới thiệu bạn bè người thân mua xe, để cho Huấn sẽ có thêm động lực làm ra những cái video hay hơn trong thời gian sắp tới. Những video về hướng dẫn sử dụng xe hay là những video cập nhật chính sách bán hàng từng ngày, từng tháng anh chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.